Từ lâu, stylist của Blackpink vốn được biết đến với độ chịu chơi khi liên tục biến tấu những trang phục hàng hiệu thành những item hoàn toàn mới nhưng vẫn đầy đủ ba tiêu chí đẹp, độc, lạ. Với khả năng biến tấu vô cùng tài tình, style của Blackpink luôn bứt phá và khác biệt so với các nhóm nữ cùng thời. Đặc biệt, trong buổi concert online diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua, stylist của Blackpink xứng đáng nhận về điểm 10 cho sự nỗ lực cũng như độ chịu chơi. Chỉ một bộ cánh của Rose, stylist đã thể hiện khả năng biến hóa đỉnh cao khi vừa cắt lại vừa biến tấu áo. Mẫu váy áo ôm bản gốc bị cắt thành áo crop top và chân váy. Màu áo bèo nhún của Halia lại được cắt ngắn và cố tình mặc ngược từ sau ra đằng trước, tạo ra hình ảnh hay ho. Dù có trí tưởng tượng cao đến đâu thì Hạnh cũng khó mà mường tượng ra stylist của nhóm lại có thể chế từ áo Falmon Glow thành 3 item áo khoác crop top, chân váy và boots cho Rose. Đến nhà thiết kế gốc Moncler, Hạnh cũng phải bàng hoàng khi phát hiện ra mẫu áo khoác dáng dài thanh lịch khi qua tay stylist của Blackpink lại hoa áo quay sexy tột bậc cho Jennie. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ như việc cắt bớt phần áo bên dưới là thiết kế của Giuseppe Di Morabito đã tôn dáng Jennie hơn Hạnh. Thiết kế của The Blonde sau khi được cắt bỏ phần dây bản to và mix cùng với áo ren đã giúp cho Lisa quyến rũ hơn bội phần. Thiết kế của Halia vốn đã rất đẹp nhưng stylist đã cố tình cắt bớt chút đỉnh, biến từ chân váy dài thành chân váy high cloud giúp tôn dáng tốt hơn. Dù bốn bộ cánh của The Blonde bị chê lòe loẹt xấu nhất The Show nhưng không thể phủ nhận stylist của nhóm đã cố gắng biến tấu cắt bớt phần vạt váy giúp tôn dáng Jennie và Rose tốt hơn. Với netizen, đây là bộ cánh khó hiểu nhất của girl group, đặc biệt là bộ trang phục của Jennie và Lisa làm cho người xem liên tục xoắn não. Nếu như bộ cánh của Jennie đính những bông hoa bản to cùng màu theo một trật tự không có logic, thì Lisa dính chiếc váy đính hai chùm lông xanh khổng lồ ngay phía trước. Nhiều tài khoản hài hước ví bộ cánh của Lisa chẳng khác gì cây bắp cải xanh, còn Jennie đích thị là cây bắp cải tím biến hình. Vẫn biết để có được vị trí hôm nay trong thị trường âm nhạc, YG đã không tiếc khoản đầu tư nào cho Blackpink từ ngoại hình đến kỹ năng biểu diễn. Hơn thế, bốn cô gái hát hường đều là gương mặt thương hiệu cho những nhãn hàng thời trang mỹ phẩm sang chảnh nhất, nên trang phục biểu diễn của họ không thể đến từ những nhà mốt kém tên tuổi được. Theo đó, các fan đã truy lùng ra những nhà mốt đình đám như The Blonde, Halia, Moncler, Giuseppe Morabito. Thế nhưng nhờ bàn tay thần kỳ của các stylist, những bộ cánh tên tuổi này đã được chế lại theo phong cách không ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của CU. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube để đón chờ những thông tin mới nhất về ngôi sao K-pop nhé.